Làm anh em với cậu lâu như vậy, tôi dường như chưa từng nhìn thấy cậu lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi không giống với các cậu. Tôi là một người có nguyên tắc. Giữa nam và nữ, chuyện quan hệ mà không có tình cảm, vậy chính là giở trò lưu manh. Hơn nữa, cùng những cô gái đó có gì là thú vị chứ? Tôi cho rằng ở cùng anh em mới là vui vẻ nhất. Phải không? Nào, uống một ly. Uống một ly nào. Uống một ly đi. Tôi thấy hơi say. Cho tôi đi nôn ra đã. Chưa uống đã say rồi sao? Cố Tài Thành à, Cố Tài Thành. Để đến khi tất cả mọi người đều cho rằng anh là gay, xem anh còn ra ngoài chơi kiểu gì. Muốn đấu với tôi sao? Sóc à, tối nay sắp xếp thế nào? Hôm nay đại gia đây có việc rồi. Được rồi, lo việc của cậu đi. Mông Lực, buổi tối đi uống rượu với anh nhé. Anh à, tối nay không được rồi. Cậu thì có việc gì chứ? Tối nay em có họ hàng tới nhà em chơi. Được rồi, được rồi. Các cậu đều bận cả. Những người khác đâu? Anh đặc biệt dặn họ chút nữa mới đến. Lẽ nào Cố Thiếu Gia muốn ở riêng với em một lúc sao? Cũng có ý như vậy. Hay là thế này, cứ chơi cùng họ mãi có gì vui chứ? Chi bằng tối nay chúng ta đổi sang chỗ khác, tìm hiểu lẫn nhau một chút, được không? Anna, đôi bên nếu có tình cảm lâu dài với nhau thì đâu phải chỉ trong một sớm một chiều. Cố đại thiếu gia, thời gian em quen anh cũng không ngắn. Nếu đổi lại là người đàn ông khác thì em đã có con rồi. Anna, đừng sốt ruột chứ. Anh cảm thấy giữa chúng ta vẫn chưa hiểu đủ về nhau. Vẫn chưa hiểu đủ. Em thấy là do anh không được ấy. Cái gì mà anh không được? Nói cho em biết, từ nhỏ đến lớn anh ghét nhất là có người khác nói anh không được. Vậy thì tối nay hãy được một lần đi. Không được. Không được. Không được. Cố Tài Thành, quả nhân tư đồ nói không sai. Anh chính là một, không phải là đàn ông, chính là đồ gay. Sau này anh đừng hòng hẹn em đi chơi nữa. Anh là gay. Anh là gay sao? Tên khốn từ đồ này. Trời ạ, phòng bao gì mà yên tĩnh thế này, khiến tôi thấy có hơi không quen. Sao ngay ra vậy? Suy nghĩ về cuộc đời sao? Người đâu? Đi đâu hết rồi? Đối xử với Cố Thiếu Gia của chúng ta thế này sao? Thật quá đáng. Cậu đợi đó. Các em gái đâu? Sao để chúng tôi ngồi một mình trong phòng trống thế này? Cố Tài Thành, cậu muốn làm gì? Anh em trong nhà cũng không tha. Tôi hỏi cậu, có phải cậu nói với người khác tôi là gay không? Từ hành động hiện giờ của cậu thì khả năng cậu là gay rất là lớn đó. Từ Đồ Sóc, tôi nói cho cậu biết, ông đây không phải là gay. Tôi thích phụ nữ. Đây không phải tôi nói, mà là vợ cậu nói.
Cái gì? Vợ tôi? Hạ Cẩm Hề sao? Cô ấy còn nói, cậu thường mơ. Ở trong mơ, còn gọi tên của tôi. Hạ Cẩm Hề. Cậu làm gì? Tôi sẽ tính sổ với cậu sao? Anh cố, anh làm gì vậy? Đánh người là phạm pháp đó. Rốt cuộc cô đã nói gì với bạn tôi? Chẳng nói gì cả. Anh mau thả tôi ra. Có phải cô nói với họ tôi là gay để họ xa lánh tôi, phải không? Không có, tôi chưa từng nói vậy. Tôi chỉ nói là anh không có hứng thú với phụ nữ. Tôi không có hứng thú với phụ nữ lúc nào chứ? Nói cho cô biết, cô chính là cố ý. Cô ghen tị với những cô gái đó. Cô không muốn tôi đi phải không? Cố Tài Thành, anh điên rồi à? Anh buông tôi ra. Sao tôi có thể ghen tị với những cô gái đó chứ? Tôi nói cho cô biết, giờ tất cả bạn bè đều xa lánh tôi, đều bởi tôi là gay. Đây đều là do cô ban cho. Chuyện này sao chỉ trách tôi được? Đến bạn anh còn nói chưa từng thấy anh động lòng với phụ nữ. Cô tưởng Cố Tài Thành tôi là ai chứ? Tôi là động vật sao? Sao tôi có thể tùy tiện lên giường với người khác? Tôi có nguyên tắc chứ. Tôi mặc kệ, dù sao nhiều gái đẹp thế mà không động lòng, anh chắc chắn có vấn đề. Cố Tài Thành, thả tôi ra. Anh còn động vào tôi sẽ kêu lên đó. Cô là vợ tôi, gọi ta đến đâu cũng không ai quan tâm. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh. Giờ đã muộn rồi. Không phải anh nói phải tìm chân ái sao? Tôi mặc kệ. Tôi phải chứng minh cho cô thấy tôi có phải đàn ông không. Anh mà là đàn ông thì đừng chạm vào tôi nữa. Tôi cũng không muốn ở cùng người mình không yêu. Từ Đồ à, chúng ta cùng nhau lớn lên. Cậu còn không biết tôi là người thế nào sao? Cô gái đó nói vài câu cậu đã tin rồi. Quan trọng là mấy chúng ta từ nhỏ đến lớn, quả thật chưa từng thấy cậu làm chuyện bừa bãi như một cô gái nào. Cho nên cô gái đó vừa nói, tôi liền. Cậu hiểu mà. Đương nhiên tôi không nên dễ dàng tin lời cô ta. Xin lỗi, tôi rất xin lỗi người anh em. Tôi nói này mấy người các cậu, tuyệt đối đừng kết hôn sớm như tôi. Hôn nhân chính là nấm mộ của cuộc đời. Thật ra bây giờ có một vấn đề. Cho dù mấy người chúng tôi không coi cậu là gay, nhưng mấy cô em đó đều coi là thật. Mấy người chúng tôi thì dễ nói. Anh em trong nhà sẽ không coi cậu là chị em. Đúng. Trong lòng chúng tôi, cậu là đàn ông. Cậu là đàn ông chân chính. Nhưng trong lòng mấy cô gái, cậu ấy à, chính là gay. Cậu mới gay ấy. Tôi gay sao? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi gay? Cậu nhìn xem, hóc môn nam của tôi bùng phát. Nhìn râu của tôi xem, gợi cảm không? Nhưng quan trọng là các cô gái cũng cho rằng tôi gay. Cái điều là do cậu đó. Được rồi, cậu đừng làm loạn thêm nữa. Mà giúp tôi nghĩ cách đi. Cách thì có. Chỉ xem cậu có làm được không? Nói đi. Tìm một cô gái. Tài Thành.
Anna, xin lỗi. Cố Tài Thành, anh có còn là đàn ông không? Sau này đừng hòng hẹn hò em nữa. Thuê phòng rồi, người anh em Anna đó, dáng người vô cùng bốc lửa đó, đã đè cậu xuống rồi, cậu lại đẩy người ta ra. Người anh em, cậu còn nói mình không phải đồng tính sao? Cậu mới đồng tính đấy. Phải, tôi thừa nhận Anna là một đại mỹ nữ, nhưng tôi hãy nghĩ đến việc có thể cô ấy từng lên giường với người khác. Trong lòng tôi liền thấy chẳng ra sao. Nói cho cậu biết, cậu thấy trong lòng chẳng ra sao không phải là vấn đề, và tất cả những cô gái từng thích cậu mới thấy trong lòng chẳng ra sao. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu là gay. Ai quan tâm chứ? Tôi chỉ quan tâm tới người cần quan tâm. Vậy tối nay chúng ta tiếp tục đi quẩy chứ? Gọi là mông lực và thương thần nữa. Quẩy thôi. Quẩy thôi. Anna, chuyện hôm đó rất xin lỗi. Không phải anh cố ý đâu. Đương nhiên không phải anh cố ý, mà là anh cố tình. Cố đại thiếu gia, anh không có hứng thú với phụ nữ thì cứ trực tiếp nói với em. Chúng ta không làm được người yêu thì vẫn có thể làm chị em mà, đúng không? Nhưng anh đối xử với em như vậy, vậy chẳng phải là chơi em sao? Anna, em hiểu nhầm rồi. Anh thật sự không phải là gay. Anh thích phụ nữ. Anh thích đàn ông hay phụ nữ chẳng liên quan gì đến em. Sau này anh đừng tìm em nữa. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin hãy gọi lại sau. Cũng không biết Hạ Cẩm Hề đang làm gì nữa. Gọi điện cũng không nghe. Rốt cuộc giờ chị ấy và mẹ đang ở đâu? Có thể chữa khỏi bệnh không? Mẹ ơi, cho dù bệnh của mẹ có thể chữa khỏi hay không thì cũng mau quay lại nhé. Con nhớ mẹ quá. Họ đều thực hiện rồi chứ? Đã làm tương đối rồi, có thể còn 3 năm. Thiếu gia về rồi. Chú Phương. Về rồi à? Bà nội, cháu lên lầu đây. Đi đi. Lão phu nhân, khoảng thời gian gần đây tâm trạng của thiếu gia hình như không tốt lắm. Trước kia nói chưa quen rồi, đột nhiên thay đổi thói quen sinh hoạt, chắc chắn là nó không thích ứng được. Nhưng mà không sao, sau một thời gian nữa nó sẽ quen thôi. Cũng không biết thiếu phu nhân khuyên thiếu gia thế nào nữa. Xem ra đứa cháu giàu này vẫn còn có tác dụng. Tài Thành cũng không hay ra ngoài nữa, hai vợ chồng có thể ở nhà nhiều hơn, để hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm cho tốt. Tôi cũng có thể sớm được bế chắc. Sóc à, tới ăn cơm đi, nhiều gái đẹp lắm. Thôi bỏ đi, gần đây tôi bế quan tu luyện. Các cậu chơi đi, tôi không đi đâu. Vào đi. Sao vậy? Cố tổng, về mảnh đất ở Trần Nam, tôi muốn xin anh chỉ thị về cách làm cụ thể.
Thượng phó tổng, công ty mời anh tới là vì coi trọng năng lực của anh, mới cho anh chức vụ thế này. Nếu đến chuyện nhỏ thế này, anh cũng không thể tự quyết định, vẫn cần đến hỏi tôi. Vậy thì tôi phải suy nghĩ xem tiền lương trả cho anh có xứng đáng hay không. Chủ yếu là tôi muốn hỏi ý kiến của cố tổng. Dù sao thì đám ông Lý đều cho rằng mảnh đất này không thể phát triển. Không cần quan tâm tới ý kiến của đám ông Lý, tôi hiểu rõ mảnh đất ở thành Nam này rất có tiềm năng phát triển. Đi lấy nó đi. Sau này không có việc gì thì không cần lên đây. Tuy Tây Thành nói những ngày này không ra ngoài nữa, nhưng giờ ngày nào nó cũng ở trên lầu chơi game, suốt cả ngày lẫn đêm. Cứ tiếp tục thế này, cơ thể nó sẽ bị suy sụp mất. Cháu là vợ của nó, cháu phải quản nó chứ. Nhưng thưa lão phu nhân, anh ấy không nghe lời cháu. Cháu đừng có tìm lý do, đó chỉ là kiếm cớ. Cháu là thiếu phu nhân của cố gia chúng ta, cháu phải thường xuyên quan tâm tới cơ thể nó, sức khỏe của nó. Dù nói thế nào, chuyện này không thể tiếp tục như vậy nữa. Việc này giao cho cháu đó, cháu chịu trách nhiệm giúp nó nghỉ ngơi điều độ. Nhưng mà lão phu nhân, được rồi, không cần nói nữa. Việc gì cũng bắt mình quản, việc gì cũng bắt mình quản. Nhưng cố Tây Thành đã là người lớn rồi, sao anh ta có thể nghe lời mình chứ? Có chuyện gì? Bà anh vừa tìm tôi nói chuyện, nói anh chơi game suốt ngày đêm như thế không tốt cho sức khỏe, không thể tiếp tục như vậy. Nếu không phải cô vu oan cho tôi có thể suốt ngày ở nhà không? Nhưng tôi đã xin lỗi rồi. Hơn nữa, cho dù anh không ra ngoài chơi, anh cũng có rất nhiều việc khác để làm, ví dụ như nghỉ ngơi hoặc là đi ngủ. Ở cùng bà anh cũng rất tốt. Được rồi, đừng phiền nữa. Không phải chúng ta đã giao hẹn rồi? Việc của tôi cô đừng quản, việc của cô tôi cũng không quản. Anh tưởng tôi muốn quản anh sao? Đây là ý của bà anh. Người phụ nữ này sao mà phiền vậy? Không phải đến thời kỳ mãn kinh rồi chứ? Cố Tề Thành, anh... Cút! Đều tại cô, đồ sao chổi. Cô dở trò gì vậy? Hạ Cẩm Hề, cô cố tình phải không? Không phải tôi cố tình đâu. Thật đó, xin lỗi. Đều là lỗi của tôi, tại tôi không tốt. Cút! Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Cố Tây Thành, dám nói tôi tiền mẵn kinh à? Để tôi giúp cô. Cảm ơn thiếu phu nhân. Không có gì, cô đi làm việc khác đi. Chào lão phu nhân. Chào lão phu nhân. Chào bà nội. Sáng nay dậy sớm vậy? Biểu hiện không tệ đâu. Sáng nay cháu có hẹn.
Đưa đây. Đưa tôi. Tài Thành, cháu đang làm gì vậy? Bà nội, bà không biết người phụ nữ này đáng ghét thế nào đâu. Chỉ cần cháu chơi game, cô ta liền phá rối. Chơi game, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Thể chơi là không biết dừng. Cháu đừng quên thân phận của mình. Cháu là người thừa kế tập đoàn Thần Long. Sao còn giống như trẻ con vậy? Bà, cháu chơi game thì sao chứ? Ý của bà là anh có thể chơi game, nhưng không thể ngày nào cũng chơi. Hơn nữa không được chơi quá muộn, thức khuya rất không tốt cho sức khỏe. Im miệng, liên quan gì tới cô? Ăn nói kiểu gì vậy? Là bà bảo Cẩm Hề quản cháu đó. Tài Thành à, cháu đã kết hôn rồi, phải hiểu chuyện chứ. Cháu không được trách Cẩm Hề. Nếu cháu còn không chú ý giữ gìn sức khỏe như vậy, bà vẫn phải bảo nó quản cháu đó. Cháu biết rồi. Được rồi, ăn sáng đi. Ăn xong cháu còn có việc mà. Cô qua đây một lát. Bác sĩ, mặt tôi rốt cuộc thế nào rồi? Mặt cô bởi vì tiêm thuốc dẫn tới bị dị ứng, làm cho xương mặt cô có sự thay đổi. Ý của cô là mặt tôi không thể quay lại bộ dạng như trước kia nữa. Dựa vào kỹ thuật hiện giờ của bệnh viện chúng tôi, chỉ cần giúp cô chỉnh hình, nhất định sẽ còn hoàn hảo hơn trước kia. Tôi không cần hoàn hảo hơn trước kia. Tôi muốn quay lại bộ dạng trước kia. Cô Hạ, cô bình tĩnh đi. Nếu giờ không làm phẫu thuật, tình hình gương mặt của cô sẽ càng tệ hơn. Sợ rằng sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ý của cô là nếu tôi tiếp tục làm phẫu thuật thì sẽ còn đẹp hơn hồi trước sao? Điều này tôi có thể đảm bảo với cô, nhất định cô sẽ còn đẹp hơn hồi trước. Vậy nên cô tự quyết định xem có làm phẫu thuật không. Làm. Được. Vậy tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cô. Trong mấy ngày tới luôn đi. Cô chuẩn bị sẵn sàng đi. Được. Anh xem tư thế này của em được không? Anh Thành. Anh cái gì mà anh? Mông cậu cong như mông vịt ấy. Đừng ồn ào nữa được không? Không thấy người ta đang phiền sao? Anh Thành mà cũng có chuyện phiền não ư? Làm sao? Tôi thì không thể có chuyện phiền não sao? Rốt cuộc cậu phiền não chuyện gì? Nói ra xem nào. Để các anh em cũng vui vẻ một chút. Đừng nhắc đến nữa. Cô gái nhà tôi đó thật đáng ghét. Lúc nào cũng ngán chân ngán tay. Lớn chừng này rồi vẫn chưa có ai dám đối với tôi như vậy. Không phải chứ, nhà anh vẫn có người quản được anh sao? Cô gái đó cũng quá nham hiểm đi. Chứ cần tôi chơi game, cô ta không rút vít cánh thì tắt cậu dao. Cách làm cũng chuyên nghiệp quá nhỉ. Tài Thành à, hóa ra cũng có người phụ nữ mà cậu không xử lý được. Vấn đề là chỉ mình cô ta thì tôi không sợ. Nhưng bà tôi lại đứng về phía cô ta. Chứ cần tôi làm gì cô ta, bà tôi liền tức giận. Cậu nói xem, tôi làm sao đây? Thật muốn dứt cô ta ra ngoài. Nói như vậy thì cô ấy cũng thật là đáng thương. Đáng thương cái gì cơ chứ? Các cậu nghĩ cách giúp tôi đi. Lão phu nhân tìm cháu à? Ngồi đi, ngồi xuống đi. Cẩm Hề à, từ khi cháu gả vào Cố gia chúng ta, bà vẫn luôn quan sát cháu. Khoảng thời gian này cháu làm rất tốt. Tài Thành cũng rất ít khi ra ngoài bừa bãi. Thời gian ở nhà cũng nhiều hơn. Đây đều là công lao của cháu. Đây đều là việc cháu nên làm mà. Nói hay lắm. Cháu có thể nói như vậy thì bà cũng yên tâm rồi. Lão phu nhân cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Được rồi, đừng gọi là bà lão phu nhân nữa. Sau này gọi là bà nội đi. Bà nội. Thằng bé Tài Thành này, từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm. Cố gia chúng ta trước giờ chỉ có một già một trẻ như vậy. Giờ cháu đã gả vào Cố gia chúng ta rồi, vậy bà cũng không có tâm nguyện gì khác. Chỉ muốn sớm ngày được trông thấy con của các cháu. Như vậy bà cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Bà đừng nói như vậy, ngày tháng tốt đẹp còn dài. Nhiệm vụ hiện giờ của cháu chính là phải chịu khó bồi dưỡng tình cảm với Tài Thành, để bà sớm được bế chắc nội.
Thế nào, yêu cầu này của bà không quá đáng chứ? Không quá đáng ạ. Này Tây Thành, không phải bà cậu muốn bế chắc sao? Vậy cùng cô ấy tạo ra một đứa bé. Nói cho cậu biết, chỉ cần cô ấy có con, cô ấy sẽ chỉ quan tâm tới đứa trẻ thôi, đúng không? Đúng đúng đúng. Ở quê em, phụ nữ chỉ cần có con sẽ chẳng thèm quản chồng nữa. Đúng cái đầu cậu đó. Hai cậu có thể nghĩ cách khác không? Cách này thì làm sao? Cô ấy là vợ hợp pháp của cậu. Hai người tạo ra một đứa bé là chuyện hợp pháp, còn có thể vào hộ khẩu. Cậu có phải tạo trẻ con với người khác đâu. Tôi thấy cách này không tệ. Đúng vậy, vợ của mình thì sợ gì chứ. Ngủ cho cô ta một tháng. Phải làm sao đây? Hạ Cẩm Hề này nhắn tin không nhắn lại, gọi điện không nghe. Những ngày tháng này khi nào mới kết thúc chứ? Không biết khi nào mới quay lại. Hạ Cẩm Hề, gần đây mẹ thế nào? Khi nào hai người quay lại? Tôi nhàn hệ, chỉ cần em làm theo lời chị nói. Việc của mẹ, em không cần lo nữa. Bọn chị sẽ sớm quay về. Chỉ là chị muốn nhắc nhở em, trước khi chị quay về, em hãy để mắt tới Cố Tài Thành. Nếu giữa em và anh ta xảy ra chuyện gì, thì đừng trách chị không khách sáo với em. Em nói cho chị biết, Hạ Cẩm Hề, em bắt đầu phẫu thuật thôi. Nhiệm vụ hiện giờ của cháu chính là phải chịu khó bồi dưỡng tình cảm với Tây Thành, để bà sớm được bế chắc nội. Thế nào hả? Thế nào, yêu cầu này của bà không quá đáng chứ? Nếu giữa em và anh ta xảy ra chuyện gì, thì đừng trách chị không khách sáo với em. Tây Thành, không phải bà cậu muốn bế chắc sao? Vậy cùng cô ấy tạo ra một em bé đi. Ở quê em, phụ nữ chỉ cần có con sẽ chẳng thèm quản chồng nữa. Này, ăn sáng đi. Ngay ra làm gì vậy? Bà, cháu không muốn ăn. Cháu đi làm đây. Này, Cẩm Hề à, hai đứa làm sao vậy? Không sao ạ. Cô Hạ, cô cảm thấy thế nào? Tôi thấy miệng vết thương hơi ngứa. Bác sĩ, rốt cuộc khi nào tôi mới có thể hồi phục? Mặt cô đã động dao kéo rất nhiều chỗ. Bây giờ nhìn tình hình bề ngoài cũng không tệ, nhưng bắt buộc phải nằm viện quan sát một thời gian mới biết được tình hình cụ thể. Nếu lại phải phẫu thuật một lần nữa thì e rằng rất khó sửa chữa, nên cô hãy kiên nhẫn một chút. Được rồi, cô nghỉ ngơi thoải mái nhé. Đi thôi. Cố tổng của chúng ta đẹp trai thật, lại trẻ tuổi, còn có một tập đoàn thần long lớn thế này. Tôi lại cho rằng anh ấy chỉ có cái mã ngoài. Nếu để tôi lựa chọn thì tôi thấy Thường phó tổng tốt hơn. Chỉ là gia cảnh kém một chút, nhưng anh ấy tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai nữa, là kiểu mà tôi thích. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Dù có tài, chẳng phải vẫn phải làm thuê cho người khác sao? Theo tôi thấy, con người ta có bản lĩnh vẫn không bằng số mệnh tốt. Cô xem cố tổng của chúng ta, đúng là sinh ra đã ở vạch đích. Tôi mà được sinh ra trong gia đình như vậy thì chẳng phải suy nghĩ gì nữa, chỉ lo tiêu tiền là được rồi. Tôi vẫn cho rằng năng lực cá nhân là quan trọng nhất.
Thượng phó tổng chỉ kế mà xuất thân thôi. Thượng phó tổng, đến tìm cố tổng sao? Phải, cố tổng đang bận à? Dân, đang bận, bận chơi game. Anh nói xem, nếu anh ấy không phải là người thừa kế của cố gia, dựa vào thái độ làm việc hiện giờ của anh ta, sợ rằng sớm đã bị đuổi rồi. Đừng nói linh tinh, cẩn thận anh ấy nghe thấy. Thượng phó tổng, anh nói xem, nếu người ngồi trong căn phòng kia là anh thì tốt biết bao. Cô xem. Cố tổng, anh đừng nói dội. Đây là do ai làm? Phương án thiết kế do bộ phận cấp dưới của công ty đưa lên. Họ làm việc thế này sao? Lập tức triệu tập tất cả các cấp quản lý tới họp. Tôi muốn xem bọn họ từ sáng tới tối đang làm gì. Anh chính là người đó phải không? Lưu Ly. Có Bác Nhã. Các cậu đi trước đi. Được, vậy tôi cúp máy đây. Lưu Ly, đúng là em thật. Sao lại ở đây? Anh vừa tan làm. Chúng ta lâu rồi chưa gặp nhau. Anh vẫn ổn chứ? Cũng tạm. Còn em? Em cũng rất tốt. Không có việc gì thì em đi trước đây. Lưu Ly, hay là chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đi. Giám đốc Dương, anh là người phụ trách bộ phận đá quý của tập đoàn. Anh xem bản vẽ thiết kế mà các anh đưa lên đi. Thiết kế này có thể đem bán không? Tất cả đều xem đi. Chẳng trách quý trước kết quả kinh doanh giảm 20%. Đây là công ty thiết kế nào làm thế? Nếu không được thì đổi công ty khác. Dân, tôi biết rồi. Còn bộ phận trang phục, bản vẽ thiết kế của mọi người tôi đã xem rồi. Nhìn chung thì không tệ. Có vẻ rất tay. Mọi người có thể tăng cường thêm việc tuyên truyền, nhưng về người mẫu phải chú ý. Hồi đó tôi nhìn thấy, đây là người mẫu của quý trước. Người thế này có thể làm người mẫu sao? Làm sao khiến người ta muốn mua hàng chứ? Giá trị nhan sắc rất quan trọng, biết không hả? Cố tổng, tôi đã chuẩn bị mở một cuộc họp báo trong thời gian tới đây liên quan tới ngành đá quý và thời trang. Lúc đó sẽ mời một số người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước đến trình diễn sản phẩm của chúng ta. Đúng, ý tưởng này không tệ. Có thể tìm những người nổi tiếng trên mạng, thậm chí có thể phát sóng trực tiếp chọn người. Nếu không được thì tôi có thể làm ban giám khảo. Cố tổng, nếu như vậy thì chắc chắn không đủ nhân viên. Không đủ thì có thể tuyển người. Phòng nhân sự các anh chính là để làm việc này. Lúc tuyển người không chỉ phải xem xét về năng lực, mà còn phải xem xét về bề ngoài, bởi vì đại diện cho hình tượng của tập đoàn. Được rồi. Nói tóm lại, kết quả kinh doanh quý này đều giảm sút ở mức độ khác nhau. Nếu như quý sau vẫn còn thế này, vậy thì tôi phải nghiêm túc xem xét lại năng lực của mọi người, xem mọi người có phù hợp với vị trí của mình không. Gần đây em thế nào? Vẫn thế thôi. Việc của em giải quyết xong rồi. Vậy có phải là chúng ta không cần chia tay nữa, vẫn có thể ở bên nhau? Bác Nhã, chúng ta đã kết thúc rồi. Cho dù chúng ta tái hợp thì cũng không thể quay về quá khứ được. Tại sao? Tại sao không thể? Cố Tài Thành đã kết hôn rồi. Em còn có thể làm gì được nữa? Là em không tốt. Đều là lỗi của em. Là em không xứng với tấm lòng chân thật của anh. Đừng nói như vậy. Là anh làm vẫn chưa đủ tốt. Anh biết. Lưu Ly, anh xin em, cho anh một cơ hội nữa đi. Đừng rời xa anh được không? Lưu Ly, đừng từ chối anh, được không? Mời thiếu phu nhân dùng.
Tiểu gì à? Tôi Nhan Hề. Cuối cùng cậu cũng gọi điện cho tớ. Tiểu gì, thật ra tớ chỉ muốn hỏi hôm nay cậu có thời gian gặp tớ không? Được, gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Làm tiểu gì à, làm tiểu gì? Bao nhiêu ngày không gặp mà cậu chẳng có chút tiến bộ nào. Ngắm trai trên tạp chí mà cũng ngay người ra được. Cậu còn nói tớ sao? Nhà đầu chết tiệt, gọi điện hẹn cậu, cậu cũng không tới. Sao hả? Hôm nay rảnh rỗi rồi sao? Tình hình gần đây hơi đặc biệt. Tớ mới đổi công việc mới, vẫn còn có chút chưa thích ứng được. Thật à? Vậy lương cậu có ổn không? Cũng tạm được, dù sao thì cũng cao hơn trước kia. Xem ra công việc này không tệ, khí sắc cậu tốt hơn nhiều rồi. Thật sao? Nhưng tớ cảm thấy rất nhàm chán, nhiều áp lực. Trên đời này làm gì có việc nào hoàn mỹ chứ? Vừa kiếm được tiền lại thoải mái. Cậu còn thật sự cho rằng có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống sao? Nhưng tớ mong ước đã lâu như vậy. Sang bên này. Chết rồi, đều tại cậu. Tại tôi, tại tôi. Mong Lực, đang làm gì vậy? Anh, em đang đợi đi làm ca đêm. Đi thôi, đi ăn cơm với tôi. Không được đâu, lát nữa ông chủ trừ lương em mất. Tiền lương tôi trả, lên xe đi. Được. Long Phi, xin ông chủ cho tôi nghỉ nhé. Được. Kính mắt này. Anh cẩn thận chút, cẩn thận chút. Anh sao vậy? Có phải có ai chọc giận anh không? Ai dám chọc giận anh? Anh nói với em đi cho nó một trận. Đồ nhóc con. Cậu đừng không có việc gì lại đánh nhau. Có những việc không phải có thể giải quyết bằng vũ lực. Vậy thì em chịu. Anh là anh em, ai mà dám gây chuyện với anh. Vậy thì em chỉ có một chữ: đánh. Có lúc tôi thật sự ngưỡng mộ cậu. Có thể chẳng phải nghĩ chuyện gì. Thật ra em cũng không phải không có chuyện phiền lòng. Chẳng qua có những việc anh càng nghĩ càng thấy phiền. Thà rằng không nghĩ nữa, đúng không? Không phải tôi thấy phiền, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống thật là vô nghĩa. Giờ việc mà tôi làm đều không phải việc tôi muốn làm. Không phải chứ anh. Anh có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ anh không? Vừa có sự nghiệp, vừa có vợ đẹp. Đổi lại là em, sớm đã vui đến chết rồi. Cậu không hiểu, sự nghiệp này là do ông nội tôi tạo ra. Bà nội tôi cũng rất giỏi, cho nên các bậc nguyên lão trong tập đoàn đều rất trung thành với bà tôi, không cần tôi phải lo lắng. Còn về vợ thì cũng là tôi lấy vì bà tôi thôi. Trước khi kết hôn chúng tôi không hề quen biết, chứ đừng nói gì đến tình cảm. Em cảm thấy chuyện này cũng bình thường mà. Tình cảm dần dần tiếp xúc sẽ có thôi. Ba mẹ em trước khi kết hôn cũng có quen nhau đâu. Thật sao? Thật mà. Vậy giờ họ thế nào? Giờ hai vợ chồng già vẫn ổn cả. Cho nên em thấy vợ chỉ cần là người tốt, những thứ khác đều không quan trọng. Có một câu thành ngữ bốn chữ thế nào ấy nhỉ? Chính là thời gian lâu rồi tình cảm sẽ tốt ấy. Lâu ngày sinh tình. Đúng rồi, chính là lâu ngày sinh tình. Thật không ngờ những gì cậu nói cũng có lý đó. Đi nào, tôi đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon. Nhà hàng này xếp hàng cũng không đến lượt đâu. Thật sao? Lát nữa cậu sẽ biết. Muộn thế này rồi sao? Đói thật đó. Này, tôi biết có một nhà hàng thịt nướng mới mở cực kỳ ngon. Cùng đi ăn nhé. Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Đi thôi. Nhưng nói trước nha, bữa tối này phải để tớ mời. Xin hãy cho tớ một cơ hội để biểu đạt nỗi nhớ của tớ với cậu trong những ngày qua. Sao tớ lại yêu cậu như vậy chứ?
Đi thôi, phục vụ, tính tiền. Vậy hôm nay em nghỉ sớm đi. Ngày mai anh lại tới gặp em. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Tớ đã nói mà, nhà hàng này rất ngon. Đợi đến bây giờ vẫn chưa đến lượt chúng ta. Không biết đến khi nào nữa. Tớ sắp chết đói rồi. Cố tổng, mời vào trong. Này, đó hình như là Cố Tây Thành. Thật sao? Mau đi xem đi. Đi mau, Cố Tây Thành kìa. Tớ cũng đi. Ngồi yên đi, còn chưa ăn cơm đâu. Cố Tây Thành liên quan gì tới cậu chứ? Cậu không biết à? Cố Tây Thành là người thừa kế tập đoàn Thần Long, đại gia kim cương hàng đầu trong nước. Nhưng con người anh ta rất cá tính, gần như không nhận phỏng vấn của truyền thông. Tớ còn chưa từng trông thấy anh ta như thế nào. Nghe nói anh ta kết hôn rồi, chắc chắn lần này vợ cũng đến. Cậu để tớ đi xem một chút thôi. Tiểu gì, sao giờ cậu thích hóng chuyện vậy? Không phải tớ hóng chuyện, vị thiếu gia này vừa kết hôn, biết bao nhiêu thiếu nữ vì thế mà tan nát cõi lòng. Tớ đã đói không chịu nổi rồi, tớ phải ra ngoài ăn cơm thôi. Đừng đổi chỗ, sắp đến lượt chúng ta rồi. Sắp chết đói rồi, sắp đến lượt chúng ta rồi. Đừng đi. Tôi về rồi. Ngủ sớm vậy. Cố Tây Thành, anh làm gì vậy? Cái gì mà tôi làm gì? Đây là nhà tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Cô quản được chắc? Có lúc tôi nghĩ, tôi thấy anh thật đáng thương. Vậy sao? Nói thử xem. Ngoài tiền ra anh chẳng có gì. Hàng ngày chỉ có thể cùng đám bạn bè xấu chơi bời trác tán. Cô thì sao? Cô gả vào nhà chúng tôi chẳng phải chỉ vì tiền sao? Cô đừng giả vờ trong sáng trước mặt tôi. Đồ toan tính. Cố Tây Thành, anh nói gì? Đồ toan tính. Đồ khốn. Anh mới là đồ toan tính đấy. Anh ăn nói đàng hoàng chút. Quá đáng rồi đó. Đồ toan tính. Anh mới là đồ toan tính. Cô chính là đồ toan tính.